kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình Quỳ Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Quỳ Châu phát động thi đua năm 2015, tổ chức lễ hội hang bua năm 2015. Bây giờ là nội dung chương trình. Sáng ngày 9 tháng 3 năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2014 và phát động thi đua năm 2015. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lang Văn Chiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Phan Đức Đồng, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu, chủ trì hội nghị. Trong năm qua, toàn huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước tới tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Đặc biệt là phong trào thi đua trong công tác xây dựng đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể cá nhân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 12%, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn theo giá cố định năm 2010 đạt gần 1.300 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn huyện trên 20 tỷ đồng đạt 174,9% kế hoạch so với cùng kỳ đạt 108,4%. Hưởng ứng phong trào thi đua toàn huyện, năm 2014, 78 cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đăng ký thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể, công an huyện với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ban chỉ huy quân sự với phong trào tiếp bước chiến sĩ điển biên tiến lên giành ba nhất. Ngành giáo dục huyện đạt được những thành tựu đáng ghi nhận số trường chuẩn quốc gia của toàn huyện đến nay là 28 trên 37 trường. Tỷ lệ giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp tăng so với năm trước. Cụ thể, trường trung học phổ thông có 69 em đạt học sinh giỏi tỉnh. Số học sinh đạt giải cao tăng 9 lượt giải so với năm học trước. Kết quả các kỳ thi cấp tỉnh của các cấp học đều đạt thành tích cao, đặc biệt có một học sinh lớp 9 đạt giải 3 cấp quốc gia Olympic tiếng Anh qua mạng. Một học sinh lớp 5 Đạt giải nhất tin học trẻ cấp tỉnh và đạt giải khuyến khích cấp quốc gia. Tỷ lệ học sinh đạt yêu cầu trở lên tăng so với cùng kỳ. Học sinh tốt nghiệp các cấp học đạt tỷ lệ cao từ 97% trở lên. Tổ chức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 11 xã huy động được 15.348 ngày công và trên 3,3 tỷ đồng tiền mặt. Đến nay, toàn huyện có 6 trên 11 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí nông thôn mới. Tại hội nghị Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lang Văn Chiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Quỳ Châu đã trao cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho nhân dân và cán bộ huyện Quỳ Châu. Trao tặng danh hiệu cho 11 tập thể lao động xuất sắc, trao tặng bằng khen cho 3 tập thể 4 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Ủy ban Nhân dân huyện đã trao tặng giấy khen cho 11 tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khen thưởng năm 2014. Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2015. Qua đó, các đơn vị tiếp tục phấn đấu để phong trào thi đua khen thưởng đạt được nhiều kết quả tích cực hơn, khơi dậy nội lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp để phong trào thi đua yêu nước ngày càng thu hút, lôi cuốn được nhiều người tham gia, đạt được hiệu quả rõ rệt thực sự trở thành động lực phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2015. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lang Văn Chiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đánh giá cao các tham luận tại hội nghị và các kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2014. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2014, công tác thi đua khen thưởng đã có nhiều đổi mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế huyện nhà. Tuy nhiên, một số nơi phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng nhu cầu. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các lãnh đạo các phòng, ban ngành, các xã, thị trấn cần tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua khen thưởng nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện. Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 của đảng, huyện Quỳ Châu, kỷ niệm 600 năm danh xưng Quỳ Châu và đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Chính vì vậy, công tác thi đua khen thưởng cần đẩy mạnh việc ra soát, phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến nhằm biểu dương kịp thời, gương người tốt, việc tốt. Việc khen thưởng đúng, khen thưởng kịp thời nhằm tạo ra nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, góp phần tăng năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế của địa phương. sáng ngày mùng 10 tháng 3, huyện Quỳ Châu đã tổ chức lễ phong tặng danh hiệu danh dự bà mẹ Việt Nam anh hùng của Chủ tịch nước cho mẹ Lữ Thị Thiện, bản hạt xã Châu Bính. Đến dự lễ phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng có đồng chí Lang Quốc Dũng, Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Vi Văn Tiến, Ủy viên Ban chấp hành huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, huyện Quỳ Châu đã có hàng ngàn người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ kết thúc chiến tranh, huyện Quý Châu có 270 liệt sĩ, trên 180 thương bệnh binh, trên 360 người tham gia kháng chiến, có những người con bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Toàn huyện có 6 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 5 mẹ được phong tặng và truy tặng trước năm 2003. Tự hào với trang sự hào hùng của dân tộc, chúng ta vô cùng cảm động và biết ơn sự cống hiến, hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh, những người mẹ, người vợ, anh hùng đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Những hy sinh thầm lặng của các mẹ, các chị là vô cùng cao quý, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là tài sản tinh thần quý báu của dân tộc. Mẹ Lữ Thị Tiện, bản hạt xã Châu Bính, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ đã có hai con là liệt sĩ Lữ Quốc Thiện và Lữ Quốc Di, đều hy sinh năm 1997. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân huyện Quỳ Châu đã thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống của các mẹ bằng các hoạt động tri ân, phong trào đền ơn đáp nghĩa như phụng dưỡng, tặng quà, hỏi thăm, động viên và xây dựng nhà tình nghĩa. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vi Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình. Trong thời gian tới, các cấp ngành địa phương tiếp tục phát huy đạo lý cao đẹp của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm cao cả, tích cực tham gia và thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng và chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng. Trong dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã nhận phùng dưỡng mẹ Thiện mỗi tháng 1 triệu đồng. Các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn huyện đã trao quà và gửi lời chúc sức khỏe tới bà mẹ Việt Nam Lữ Thị Thiện. Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2015, theo thông lệ hàng năm, huyện Quỳ Châu đã tổ chức lễ đại tế tại đền thờ Thành Hoàng Mường Chiêng Ngam thuộc bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến. Ngay từ sáng sớm, lãnh đạo các ban ngành trung ương, tỉnh huyện và bà con nhân dân xã Châu Tiến và huyện Quỳ Châu đã về đền thờ Thành Hoàng Mường Chiêng Nam tham dự lễ đại tế, nơi thờ ba ông siêu bộ, siêu ké, siêu luông, đã có công lập bản dựng mường để cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Nhưng mà lực là... Cứ đầu năm như thế này, con cháu lại nhớ đến công ơn của các thần xây bản lập mường và tổ chức lễ cúng để xin các thần phù hộ mọi người. Hàng bùa là lễ hội truyền thống của vùng Tây Bắc Nghệ An năm 1996 được Ủy ban Nhân dân huyện khôi phục theo quy mô lớn đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc Nghệ An. Đến năm 1997, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cấp bằng chứng nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia. Từ đó đến nay, mỗi năm lễ hội được tổ chức một lần với hai phần, đó là phần lễ và phần hội. Tuy năm nay không tổ chức phần hội, nhưng phần lễ cúng vẫn được các cấp các ngành thực hiện đầy đủ không khí hành lễ trang nghiêm nghi thức cúng lễ theo phong tục của đồng bào dân tộc thái thể hiện sự tôn trọng với các vị thần linh bù bản bù mường vị thần xây bản lập mường lễ vật cúng là thịt trâu là chính gồm chín mâm ngoài ra còn có rượu siêu rượu cần xôi Đầu cao lễ tế thần hàng năm tại lễ hội hoang bua mong muốn con cháu nhớ về các thành hoàng làng đã có công xây bản lập mường cầu mong cho trời đất bình yên cỏ cây tươi tốt muôn loài sinh sôi nảy nở cuộc sống đời thường gặp nhiều may mắn và hạnh phúc mỗi dịp tổ chức hàng bua bà đều đến đây thắp hương để xin sức khỏe cho các thành viên trong gia đình sang năm mới chào đến, chào chào, gặp nhiều may mắn. Hơi, ấy, kí hùng, ấy, lễ hội Ham bua năm 2015 quy mô nhỏ hơn so với các năm trước, nhưng khi tiến hành phần lễ xong, bà con nhân dân và du khách đến với lễ hội vẫn được hòa mình vào không khí vui tươi, rộn ràng của người dân vùng cao. Mọi người, mọi nhà và du khách đến với lễ hội cùng nhau thắp lên nén nhang để cầu mong nhiều sức khỏe, an vui, hạnh phúc trong năm mới đến những ngày lễ này thì ban tổ chức đã đi vào phần lễ thì xin mời các quý vị thành hoàng về chứng kiến cái sự vui tươi phấn khởi nhộn nhịp giàu đẹp và đội mới của quê hương Quỳ Châu kính mời và cảm tạ các vị đã có công khai bàn lập mương và mời về tất cả các vị và cầu mong các vị phù hộ cho quê hương Quỳ Châu mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu. Và đảm bảo sức khỏe để cả ngày quê hương Quỳ Châu càng phát triển tiến bộ vượt bậc hơn nữa. Lễ hội Hang Bua được huyện Quỳ Châu tổ chức hàng năm nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và để giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vùng tây bắc Nghệ An. Đồng thời giáo dục con cháu nhớ về cội nguồn, thỏa mãn nhu cầu tâm linh của cộng đồng. Lễ hội Hang Bua năm nay đã khép lại với nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc của du khách thập phương và người dân huyện Quỳ Châu đến với lễ cúng thành Hoàng Mường Chiên Nam, cầu mong sự bình an sẽ đến với mọi người, mọi nhà. Hẹn gặp lại nhân dân và du khách thập phương về với mùa lễ hội Hang Bua năm 2016. Chương trình thời sự của Đài Truyền Thanh Truyền Hình Quỳ Châu đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại qua cổng thông tin điện tử huyện Quỳ Châu tại địa chỉ website www.quỳchau.nghệan.gov.vn Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.